Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Siêu Cúp. Ở đây trên tay của mình hiện giờ đang cầm cái bộ chống nghiêng gấp máy của xe Honda Custom, xe có đề nha. Đây là bộ chống nghiêng gấp máy của xe có đề. Thì xe có đề với xe không đề nó khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ là cái phần ở đây. Cái phần đây nó sẽ dài hơn. Nếu mà không đề thì cái phần đây nó chỉ tới đây thôi. Đó. Còn có đề thì nó dài hơn là tại vì nó cắn cái mâm, cái lốc điện phía bên đề nha. Đó. Đây là cây cặp chống của Custom 90 đời 97 nha. Rất là đẹp. Cục cao su còn nguyên luôn nè. Rồi anh em nào có nhu cầu lấy bộ chống nghiêng gắt máy thì có thể liên hệ với mình. Các bạn có thể mua rồi cái chống nghiêng riêng hoặc là gắt máy riêng, bên mình cũng đều có bán nha các bạn. Bộ này rất là đẹp nha. Đây. Hàng đang có sẵn tại shop, những anh em nào có nhu cầu thì qua trực tiếp bên shop. Còn ở xa thì chuyển khoản bên mình ship bưu điện nha các bạn. Ở xa thì chuyển khoản ship bưu điện. Bưu điện vẫn làm việc như bình thường nha, không có đóng cửa. Chỉ là dịch vụ khác mới đóng cửa thôi, còn bưu điện thì vẫn là bình thường. Rồi anh em lưu ý là những anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ chuyển khoản bên mình ship bưu điện tận nhà cho các bạn nha các bạn. Để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cúp, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cúp luôn nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn.